Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn lại với mình là Sơn Lép đến từ Strip Club Làng Hoa. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một setup bụng 6 múi. Bạn có thể tập bất cứ đâu luôn các bạn ha. Let's go. It's time to get this thing started. Synchronize. Trước khi chúng ta vào bài tập thì bạn cần phải lưu ý những cái điều sau đây. Thứ nhất, nếu như bạn muốn cơ bụng 6 múi của mình hiện rõ lên thì bạn phải đáp ứng được hai điều kiện. Một là vấn đề dinh dưỡng, bạn phải làm sao để bạn có thể giảm tỷ lệ mỡ của mình xuống, sau đó thì múi bụng của mình mới hiện ra được. Thì vấn đề dinh dưỡng này mình sẽ nói ở những clip khác. Vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ tập luyện cho cơ bụng phát triển, đó chính là nội dung của clip này. Và một điều lưu ý cực kỳ quan trọng khác khi bạn tập những cái bài này là bạn đã nắm rõ được động tác hollow rock, bạn đã giữ được hollow rock ít nhất là 30 giây với chân gần mặt đất nhất có thể. Nếu bạn nào chưa biết, hãy xem lại hướng dẫn ở những cái clip mình đã hướng dẫn rất kỹ ha. Và trong clip này, mình sẽ tăng độ khó của bài tập lên, mình sẽ tăng độ khó của hollow rock lên, giúp các bạn xây dựng sức mạnh cho cơ bụng của mình bằng cách là có những dụng cụ sau đây. Nếu bạn không có những dụng cụ này cũng không sao các bạn ha. Đầu tiên, tạ. Tạ ở đây bạn không cần phải nồng tạ với số lượng lớn, 10kg, 20kg không cần. Bạn chỉ cần 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg. Các bạn đừng nghĩ tạ ít ký là dễ. Thực ra bạn chỉ cần thử bên này với tạ 3kg thôi, bạn thấy nó là khó. Cái thứ hai, bạn sẽ cần con la tập bụng. Tại vì con la tập bụng cũng là một cách tập luyện. Nếu như bạn đã vững hồ rock, cũng là một cách tập luyện cực kỳ tốt cho cơ bụng của bạn. Nếu như bạn cảm thấy trong quá trình bạn tập bạn bị đau xương cụt ở phần dưới này thì mình khuyên các bạn là có thể nên lót thảm, lót khăn, thì mình sẽ lót thảm trong clip này các bạn ha. Và nếu như bạn đã tập clip này là những bạn nữ, bạn sợ bị chai tay trong quá trình bạn cầm hay tạ thì bạn có thể mau tay để phòng tránh chai tay nha các bạn ha. Và tất cả những cái dụng cụ mình vừa mới nêu trên bạn đều có thể dễ dàng tìm thấy ở trên Shopee. Bạn còn click vào cái link mô tả phía dưới và Shopee đang có chương trình khuyến mãi cực khủng dành cho các bạn vào ngày 5 tháng 12. Ok, và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, ta hãy vào bài tập thôi các bạn. Thông thường ở cái bài bụng của mình á, mình sẽ có phần khởi động trước là bạn sẽ giữ hold lock 10 giây. Nhưng mà để làm tăng độ khó hơn, ta hãy cầm tạ các bạn ha. Rồi, bạn lưu ý khi cầm tạ, bài này hãy giữ thẳng tay các bạn, giữ thẳng tay. Và nhớ lưng của mình luôn chạm sàn ha, lưng luôn chạm sàn. Bài này khó ở chỗ là bạn phải thẳng tay, vù cái vai lên, giữ vậy 10 giây nè. Ok, 6, 5, khi bạn giữ như vậy thì cái bài tập nó sẽ bổ trợ rất tốt cho planche sau này các bạn ha. Sau khi sau 10 giây thì chúng ta hãy làm bài tiếp theo nâng 1. Ok, nhớ lưng của mình luôn chạm sàn nha. Làm này 5 lần giúp mình. Thẳng tay xuống, hít vào, lên, thở ra. Ba, bốn. Nhưng mà nào chưa quen có thể để ra dừng lại cũng được. Chưa quen thì dừng đây, lên lại. Bạn thấy khó quá, nâng chân cao các bạn ha. Ok, sau khi nắm cái xong, bạn bỏ tạ xuống, đưa hai tay ra sau đầu, bicycle ha. Mỗi bên 10 nè, 1 nè, 2 nè. Thì đây là bài tập tốt cho liên sườn của mình các bạn nhé. 4, 5. Còn bạn nào cảm thấy bài này khó quá, kê gối chạm sàn. 6, ok, khó quá nè. Ok, 8, 9, 10. Rồi, sau đó các bạn nghỉ 20 giây. Nhớ lưu ý cho mình thật kỹ là tập của bài này lưng phải luôn chạm sàn nhớ nha bạn. Và tại vì mình đang tập cho sức mạnh, mình không cần phải cảm thấy mình nhói đâu các bạn ơi. Tập sức mạnh, nghỉ, xíu sao cả. Thôi, tiếp theo mình sẽ làm khó hơn một xíu. Giữ hồ đó, đẩy lên và đồng thời mình ngồi lên luôn nhớ các bạn. Đúng vậy, giữ. Các bạn nâng lên, ngồi. Và nhớ tay của mình ra lưng thẳng các bạn ha, không gù lưng vậy chưa, lưng thẳng, có hạ người từ từ xuống, làm 8 lần nha các bạn. 1 2. Thì bài này rất tốt cho cơ bụng và cơ vai các bạn, để mình bổ trợ cho plan các bạn. Rất là nhiều bạn nếu mà chưa tập quen á, 2kg là thấy nó nặng rồi. Ok, nên đừng nói gì tới 5kg. Nhớ giữ tay luôn thẳng nha bạn, các bạn cong tay vậy là không đúng rồi, thẳng tay. Ok,
lát đó mình sẽ tiếp tục với V-Sit các bạn ha. À quên, V-Up các bạn. 10 V-Up nhớ luôn nhầm sai các bạn ơi, nên là nhắc hoài luôn á. Good. Bây giờ mình tạm thời mình nằm, mình bỏ nằm ngưỡng một xíu. Bây giờ mình sẽ lướt. Ở đây là bài mà rất là nhiều bạn hay tập, mình tập với con lăn các bạn. Sở dĩ mình ít khi nào cho các bạn tập với con lăn, tại vì nếu như bạn chưa vững hồ rót tập bên này thì dễ bị đau lưng lắm, bạn sẽ đi nguyên cái lưng của mình luôn. Nhưng khá vững hồ rót rồi, bây giờ mình sẽ tập lại luôn. Ơi, có một điều lưu ý, tập với con lăn nhớ giữ cái lưng hồ rót các bạn ha. Hồ rót là cái lưng của mình xuống vậy, không có cong vậy các bạn nhé, cong vậy là đau lưng luôn á. Và option dễ của nó là trong gối, khó hơn thẳng chân. Ok. À, và con lăn này nó khá là tiện, đối với bạn cảm nhận của mình nó khó tiện, nó có cục đây. Ví dụ như bạn không đi được quá, dừng đây là được. Ok, thì mình sẽ làm đây. Rồi, 10 nha các bạn. Nếu như bạn cảm thấy mệt thì nghỉ lâu một xíu ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tập trung chung cho phần liên sườn của mình. Nhấc hai chân lên, cầm hai cục tạ, mình xoay, mình sẽ xoay mỗi bên 10 lần các bạn nhé. Ở các bạn lưu ý ở cái bài xoay hông này, mình không có đưa tay, mình không có đưa tay xoay tay các bạn ha, mà là mình dùng cái phần thân người của mình nè, xoay, dùng cơ liên sườn của các bạn xoay, xoay thì nó mới vào bụng. Ok, giữ lưng thẳng, xoay. Nhớ nha bạn, bắt đầu nè. Cầm tạ, nhấc chân lên, chân không chạm sàn. Bạn nào thấy khó quá, chân chạm sàn, được chưa? Xoay. Khi mình xoay như vậy các bạn, mình nhấc chân lên á, nó sẽ tập vào thăng bằng nữa. Thì những nhóm cơ ổn định của bạn nó sẽ được kích hoạt và rất là khó. Rất nhiều bạn mới nếu không quen mà cứ bỏ tạ xuống các bạn ha, bỏ tạ xuống tập này cho quen nè. Ok, good. Mời các bạn, bạn thấy nó hơi nhức bụng liền, mình sẽ quay lại giữ hồ rót. Nếu bạn bắt đầu thấy ê lưng, ê bụng, nghỉ lâu hơn các bạn ha, mình quan trọng nhất là kỹ thuật. Okay. Thẳng tay nhé bạn, mình giữ hồ rốt 20 giây. Ba, hai, ngon bạn đi. À, trong quá trình giữ các bạn sẽ bị rút rớt vai nè. Nhớ, rụ cái vai lên. Đẩy vai lên các bạn ha. Lưng chạm sàn. Mười giây nữa nè. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and good. Vậy là mình đã xong một set rồi ha. Bạn hãy hoàn thành set này từ 3 đến 5 lần. Vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cho các bạn một cái set tập bụng, bạn có thể tập ở bất cứ đâu các bạn nhé. Nhưng mà chưa hết, mình còn có một cái mini
mini game nhỏ nhỏ dành cho các bạn nữa, với cơ hội giành được những cái voucher mua sắm từ Shopee. Thể lệ và cách tham gia chương trình mình đã để rất rõ ở dưới phần mô tả. Các bạn đừng quên tham gia, và cũng đừng quên tham gia chương trình Shopee for Men diễn ra vào ngày 5 tháng 12 với những ưu đãi cực khủng, giảm giá tới 95% cũng như là miễn phí về vận chuyển. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và truyền cảm hứng được cho người khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.